Tử vi về ngày 25 tháng 11 âm lịch, Bính Thìn. Xin chào quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, hôm nay kênh Phong thủy Gia Cát sẽ chia sẻ về vận trình 12 con giáp ngày 25 tháng 11 âm lịch, tức ngày 8 tháng 1 dương lịch, với mong muốn anh chị có thể nắm bắt được vận trình công việc, sức khỏe, tình duyên để tiến hành công việc, đạt được những kết quả mong đợi và tránh những thị phi, rủi ro. Ngày hôm nay, con giáp nào sẽ gặp may mắn, tài lộc, làm ăn phát đạt, con giáp nào đen đủi, xui xẻo, đủ đường, công việc nào thuận để làm, công việc nào xui nên tránh. Mời anh chị hãy cùng theo dõi video để biết chi tiết, cụ thể. Tổng quan về ngày 25 tháng 11 âm lịch. Ngày 25 tháng 11 âm lịch còn gọi là 25 tháng 11 năm Canh Tý. Ngày này sẽ có nạp giáp là ngày Bính Thìn, có nạp âm là Sa Trung Thổ, tức đất pha cát. Do Thìn và Tuất chính xung, Bính Dương Hỏa khắc Canh Dương Kim, Nhâm Dương Thủy khắc Bính Dương Hỏa. Đây gọi là Thiên khắc Địa xung nên dẫn tới ngày này đặc biệt xấu đối với các tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 và Nhâm Tuất sinh năm 1982. Tổng quan tử vi 12 con giáp, đầu tiên là tuổi Tý. Tý Dương Thủy gặp Bính Dương Hỏa là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Tý sẽ có được tài lộc, công việc, sự nghiệp có tiến triển tốt, nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên nếu không cẩn thận sẽ xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết với bạn đời. Trong ngày xuất hiện hoa cái chiếu mệnh, đây là một thần sát vừa cát vừa hung, nếu biết nắm bắt cơ hội sẽ đạt được vị trí thỏa đáng chốn thương trường. Tuy vậy, mệnh hiển quý thì khó tránh được sự cô độc. Bên cạnh đó còn có phúc tinh sáng chiếu tới bản mệnh của những gia chủ tuổi Tý nên có thể xem xét tiến hành các công việc quan trọng, nhưng sẽ cần chú ý cẩn trọng, nhất là những việc liên quan tới vấn đề giấy tờ. Tuổi Tý trong năm nay còn gặp phải trực thái tuế nên cần hết sức chú ý về vấn đề thị phi trong công việc và sự nghiệp. Năm nay là một năm rất gian nan, vất vả của những gia chủ tuổi Tý. Chính vì thế, quý anh chị nên chọn cho mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận, Thân, Tý, Thìn để hóa giải những xui xẻo, thị phi bùa vây và giúp cho con đường công danh, sự nghiệp, tài lộc được hanh thông, thuận lợi. Tuổi Sửu, Sửu âm thổ gặp Bính Dương Hỏa là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là ngày cát lành cho những gia chủ tuổi Sửu, nếu có cơ hội tốt, cần phải nắm bắt, sẽ có tài lộc, sự phát triển đang chờ đợi bạn ở phía trước. Người tuổi Sửu trong ngày Bính Ngọ sẽ có các thần quốc ấn giáng chiếu. Thần sát này chủ về quan vận nên những gia chủ tuổi Sửu nếu như đang theo con đường quan trường sẽ có được những trợ giúp rất lớn. Nếu có những cơ hội tốt, gia chủ nên nắm bắt để có những bước tiến tốt hơn. Hơn nữa, tuổi Sửu năm nay vì gặp phải thái tuế lục hợp và nhiều các tinh khác chiếu vận nên vận thế tổng thể vô cùng có lợi. Vì vậy, năm Canh Tý 2020, người tuổi Sửu nên tận dụng cơ hội và nên sử dụng vòng tam giác khai vận, Tỵ, Dậu, Sửu để chiêu quý nhân, cắt lành, đem lại may mắn cho bản mệnh, trù giải thị phi. Tuổi Dần, Dần Dương Mộc gặp Bính Dương Hỏa là thực thần, nghĩa là thân bị sinh xuất tiết, mất khí, nên trong ngày này, các gia chủ tuổi Dần nên hết sức chú ý và cẩn thận. Phúc tinh giáng chiếu tới, bản mệnh của những gia chủ tuổi Dần nên có thể xem xét tiến hành các công việc quan trọng, nhưng sẽ cần chú ý cẩn trọng, nhất là những việc liên quan tới vấn đề giấy tờ. Trong năm Canh Tý, người tuổi Dần gặp thái tuế tương sinh, hơn nữa lại cùng quan ấn tương sinh, sức mạnh đột nhiên tăng, mệnh chủ có quý nhân trợ giúp, cần nắm bắt cơ hội để phát triển bản thân và công việc. Người tuổi Dần năm nay nên sử dụng vòng tam giác khai vận, Dần, Ngọ, Tuất, sử dụng tam giác địa chi trong phong thủy để đem lại sự may mắn, tài lộc, tăng cường vận khí và chiêu mời quý nhân trợ giúp cho gia chủ. Tuổi Mão, Mão âm mộc gặp Bính Dương Hỏa là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các gia chủ tuổi Mão, trong ngày này cần cẩn trọng hết sức các mối quan hệ xung quanh mình.
tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra xung đột không đáng có. May mắn trong ngày này có thái cực chiếu đến bản mệnh. Đây là ngôi sao chủ về thông minh, ham học. Trong ngày này, bản mệnh cần nắm bắt các cơ hội thể hiện được khả năng, nhiệt huyết của mình trong công việc để đạt được những thành quả đáng mong muốn. Hơn nữa, tuổi Mão năm nay cùng với thái tuế Tý, Thủy hình thành Tý Mão vô lễ chi hình. Các mặt vận thế sẽ có nhiều thay đổi. Năm nay bị ảnh hưởng bởi hình thái tuế và sao lục hại. Đối với quan hệ xã hội, sự nghiệp hay đường tình duyên của những người tuổi Mão sẽ gặp nhiều điều bất lợi. Nên sử dụng vòng tam giác khai vận Hợi, Mão, Mùi để gặp khung, hóa cát, chiêu kỳ nhân, tài lộc, tuổi Thìn. Thìn dương thổ gặp bính dương hỏa là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Thìn nếu có cơ hội nên chủ động chấp nhận thử thách để có kết quả tốt hơn. Trong ngày xuất hiện hoa cái chiếu mệnh, đây là một thần sát vừa cát vừa hung, nếu biết nắm bắt cơ hội sẽ đạt được vị trí thỏa đáng chốn thương trường. Tuy vậy, mệnh hiển quý thì khó tránh được sự cô độc. Hơn nữa, những người tuổi Thìn rơi vào năm Canh Tý 2020 tương hợp với thái tuế được quý nhân tương trợ, cho nên về tổng thể mà nói là vận thế không tệ. Những người tuổi Thìn năm nay vượng về vận quý nhân. Để tận dụng cơ hội, người tuổi Thìn cần sử dụng vòng tam giác khai vận Thân, Tý, Thìn, chiêu quý nhân, tài lộc, hóa giải thị phi cho bản thân. Tuổi Tỵ, Tỵ âm hỏa gặp bính dương hỏa là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với các gia chủ tuổi Tỵ trong ngày hôm nay nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình. Trong ngày có cát tinh thiên lộc chiếu đến, là một cát tinh đem đến tài lộc, tiền bạc và những may mắn. Cần nắm bắt các cơ hội để phát triển bản thân, kinh tế. Nhưng bên cạnh đó còn có hung tinh thiên la địa võng chiếu mệnh, chủ về bệnh tật, lao ngục, cho nên bản mệnh cần chú ý giữ gìn sức khỏe, tuyệt đối không làm những việc liên quan đến pháp luật, phạm pháp. Hơn nữa, người tuổi Tỵ năm nay 2020 Canh Tý, thiên can lưu niên canh kim là thiên tài tinh của Tỵ. Thái tuế Tý, Thủy là chính quan của Tỵ, cho nên tài quan của người tuổi Tỵ năm nay lưu vượng, sự nghiệp cầu tài đều sẽ có cơ hội phát triển tương đối tốt. Khuyên người tuổi Tỵ nên sử dụng vòng tay tam giác khai vận Tỵ, Dậu, Sửu hóa giải hung họa, chiêu quý nhân giúp người trong công việc. Chiêu quý nhân, người giúp đỡ trong công việc và cuộc sống. Tuổi Ngọ, Ngọ dương hỏa gặp bính dương hỏa là tỷ kiên, nghĩa là được sự trợ giúp, hỗ trợ từ những người thân, anh em của mình. Cần chú ý vì hung tinh kình dương chủ về tai họa, thương tật, nên gia chủ tuổi Ngọ chiếu đến cần chú ý ngay những lời mời gọi, nhờ vả liên quan đến việc phạm pháp, giấy tờ, không đứng ra vay mượn hay ký nhận thay ai, tránh những tranh cãi không đáng có liên quan đến pháp luật. Trong năm Canh Tý, tuổi Ngọ còn phạm phải xung thái tuế. Năm nay sẽ là một năm vất vả, vận hạn xấu nhất trong 12 con giáp, nhiều lo lắng, ít niềm vui, sóng gió triền miên. Thái tuế Tý, Thủy là thiên quan tinh của tuổi Ngọ, cẩn thận những kẻ tiểu nhân, công kích và tránh những rắc rối thị phi. Chính vì vậy, năm nay người tuổi Ngọ cần sử dụng vòng tay tam giác khai vận Dần, Ngọ, Tuất, chiêu quý nhân, tài lộc, hóa giải thị phi cho bản thân. Tuổi Mùi, Mùi âm hỏa gặp bính dương hỏa là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là ngày cát lành cho những gia chủ tuổi Mùi, nếu có cơ hội tốt cần phải nắm bắt, sẽ có tài lộc, sự phát triển đang chờ đợi ở phía trước. Bên cạnh đó có kim dư chiếu mệnh là cát tinh, là xe hoa lệ. Là cát tinh, là xe hoa lệ, là phú quý, sẽ có nhiều tài lộc, quý nhân đến với những người tuổi Mùi. Tuy vậy, bản mệnh cần mềm mại, hòa nhã trong các mối quan hệ để đạt được những thành quả trong công việc. Bên cạnh đó, vận tuổi lưu chuyển đến năm 2020 Canh Tý, người tuổi Mùi vì cùng thái tuế và năm Tý là có quan hệ tương hại bên trong, được gọi là hại thái tuế. Vận trình của người tuổi Mùi năm nay dễ dàng gặp khó khăn, trắc trở, làm việc không thuận, sự nghiệp tài vận sẽ chịu ảnh hưởng. Ngoài ra, khuyên gia chủ tuổi Mùi sử dụng vòng tam giác khai vận Hợi, Mão, Mùi đem lại may mắn, tài lộc cả năm. Tuổi Thân, Thân dương kim gặp bính dương hỏa là thất sát. Trong ngày này, các gia chủ tuổi Thân nên cẩn trọng, chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải thị phi không cần thiết. Trong ngày xuất hiện văn xương quý nhân chiếu mệnh là cát tinh chủ về việc học hành, thi cử, nên ngày hôm nay rất thuận lợi cho việc thi cử,
đạt được những thành tích cao, công danh hanh thông. Đặc biệt, năm 2020, Thái Tuế Tý, Thủy là tam hợp quý nhân của những người tuổi Thân, vận thế tổng thể coi như không tệ, nhưng cũng không nên quá lạc quan. Người tuổi Thân năm 2020 nên sử dụng vòng tam giác khai vận Thân, Tý, Thìn có tác dụng tăng cường khí vận, đem lại may mắn, tài lộc, sức khỏe và sự hòa hợp cho các gia chủ thuộc bộ tuổi Thân, Tý, Thìn, tuổi Dậu. Dậu âm kim gặp bính dung hỏa là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong ngày này, cần chú ý lời ăn tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. Ngày Bính Ngọ, gia chủ tuổi Dậu được thiên ất quý nhân Thái Cực đóng mệnh là ngôi sao may mắn. Nếu có ngôi sao này trong mệnh sẽ có được tinh hoa, phú quý, mệnh thăng, khí vượng. Ngoài ra, tuổi Dậu rơi vào năm Canh Tý 2020 do Dậu kim tương phá với địa chi lưu niên của năm là Tý Thủy nên còn gọi là phá Thái Tuế. Vận thế năm nay ảm đạm, có nhiều biến động. Tuy nhiên, điều quan trọng là giữ vững tinh thần, trách nhiệm trong công việc, lấy may, giải hung. Khuyên gia chủ tuổi Dậu nên sử dụng vòng tam giác khai vận, Tỵ, Dậu, Sửu, cầu công việc hanh thông, mọi điều may mắn. Tuổi Tuất. Tuất Dương Thổ gặp Bính Dương Hỏa là thiên ấn, nghĩa là bản mệnh được sinh phù. Trong ngày này, nữ gia chủ tuổi Tuất nếu có cơ hội nên chủ động, chấp nhận thử thách để có kết quả tốt hơn. Bên cạnh đó, vận trình trong năm 2020 của tuổi Tuất có rất nhiều khởi sắc. Sự nghiệp và tài vận có bước nâng lên đáng kể. Cường độ và áp lực của công việc cùng tồn tại. Để ngăn chặn sự làm việc quá sức về thể chất và tinh thần, cần phải chú ý đến sự kết hợp giữa công việc và nghỉ ngơi, điều chỉnh vừa phải, thái độ thoải mái và lạc quan đối với cuộc sống. Gia chủ tuổi Tuất nên sử dụng vòng tam giác khai vận Dần, Ngọ, Tuất để chiêu quý nhân, đem lại may mắn, tài lộc trong cả năm. Tuổi Hợi, Hợi Dương Thổ gặp Bính Dương Hỏa là chính tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Hợi sẽ dễ có được tài lộc, công việc, sự nghiệp có tiến triển tốt, nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên, nếu không cẩn thận sẽ xảy ra tranh chấp, cãi vã, không cần thiết với bạn đời. Tuổi Hợi trong ngày Bính Thìn có thiên ất quý nhân đóng mệnh là ngôi sao may mắn. Nếu có ngôi sao này trong mệnh sẽ có được vinh hoa, phú quý, mệnh thăng, khí vượng. Hơn nữa, những người sinh năm Hợi vào năm Canh Tý 2020 gặp lưu niên thiên can canh kim là thiên ấn tinh. Thiên ấn chủ về áp lực và phiền não có liên quan đến học hành, thi cử. Lưu niên Thái Tuế là kiếp tài tinh cũng có ý là tranh đoạt. Vì vậy mà trong năm nay gặp nhiều chuyện không như ý. Bản mệnh nên chọn cho mình vòng tam giác khai vận Hợi, Mão, Mùi thuận lợi trong ngày hôm nay, tránh xa được những thị phi không đáng có, tinh thần lạc quan và vui vẻ. Trên đây, kênh Phong Thủy Gia Cát đã trao đổi với anh chị về luận giải tử vi vận hạn ngày 25 tháng 11 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng tránh hung, hóa cát, hóa giải để lộ trình công việc ngày hôm nay được thuận lợi và suôn sẻ. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi, phong thủy, ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm, theo dõi và ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong những video lần sau.